Như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn cho các anh chị cách rất đơn giản và rất là nhanh, hiệu quả, rẻ tiền để có thể tạo ra, biến một con canh giá hợp lý thành một con canh có trị giá cả nghìn đô bằng một phương pháp rất đặc biệt mà tôi học được tại trường Bunga Nhật Bản, một trong những trường thiết kế thời trang nổi tiếng nhất châu Á. Cho nên là phương pháp của họ rất là hay. Ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các anh chị. Vì vậy, hãy nhớ xem video clip này, không bỏ qua chi tiết nào nhé, bởi vì mọi chi tiết ở đây đều rất quan trọng. Xin mời các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Vũ Trần Đức Hải, một người làm về thiết kế thời trang, một nhà đào tạo thiết kế thời trang. Thưa các anh chị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học rất rất quan trọng. Đây, các anh chị nhìn thấy không? Hai bên tôi này, có hai vệ sĩ, hai người đẹp này. Hai người đẹp này, người rất là đẹp, dáng rất là chuẩn. Thực tế thì không phải là vệ sĩ đâu, mà hôm nay hai nhân vật này sẽ là đối tượng để chúng ta sẽ thực hành cái bài học, các anh chị nhé. Và tôi muốn nhắc đến đây, đó chính là mannequin thiết kế. Thưa các anh chị, mannequin thiết kế là một trong những vật dụng rất rất quan trọng với các anh chị làm về thời trang, làm công việc về thiết kế thời trang cũng như là những công việc liên quan đến thời trang. Bởi vì những con mannequin thiết kế này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ thực hiện được các cái phần kỹ thuật, làm, thực hiện, tạo ra những cái mẫu dập, sẽ giúp chúng ta kiểm tra được cái form, cái thông số mà khi chúng ta lên sản phẩm. Rất nhiều các cái công việc mà chúng ta phải sử dụng đến mannequin. Vì vậy là nếu ở đây các anh chị nào đang xem mà chúng ta làm nghề thời trang mới hay là lâu rồi mà chúng ta chưa có cái con mannequin thiết kế, thì chúng ta hãy nhớ là hãy mua cho mình một con mannequin. Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn, sẽ nói cho các anh chị về các cái thông tin, là thí dụ là mua mannequin ở đâu, mua loại nào, như thế nào, và sau đó là chuẩn hóa nó. Rất nhiều các thông tin sẽ các anh chị sẽ cần vì nó rất là quý giá đấy nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là tên gọi của con này nhá. Ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều tên gọi cái con này, có thể gọi là mannequin thiết kế, cốt thiết kế, canh thiết kế, hoặc là nhiều tên gọi khác mà tôi không biết được. Rất nhiều tên gọi, nói chung là nó không có một cái chuẩn mực nhá. Đó, thế thì ở nước ngoài tiếng Anh nó gọi là con này là cái từ gọi là dress form. Dress form tức là dịch ra tiếng Việt nó là form đầm nhá. Bởi vì cái con này là cái con mà nó kiểu dáng rất giống với cái form đầm ôm cơ bản mà ngày hôm qua tôi đã dạy cho các anh chị. Các anh chị nào chưa xem cái clip của ngày hôm qua thì nhớ hãy tìm ở phần link phía cuối của video này, nó sẽ có cái phần hôm qua đấy. Các anh chị xem hôm qua là bài rất là hay, rất là đặc biệt nhá. Thì cái con này, cái tên nước ngoài tiếng Anh nó gọi là dress form, thế còn Việt Nam chúng ta thì thôi, chúng ta sẽ thống nhất với nhau là gọi là con canh thiết kế nhá, cho nó dễ ngắn gọn. Thế thì con canh thiết kế này ở trên thị trường nó có, sẽ có rất nhiều các cái thương hiệu, các cái nơi sản xuất cái con này. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những nhiều các đơn vị họ sản xuất cái con này, đặc biệt là Trung Quốc thì rất là nhiều các anh chị ạ. Trung Quốc rất là nhiều, thiên đường của tất cả các thể loại hàng hóa đó, thì đương nhiên là canh họ cũng sản xuất rất là nhiều. Thế thì câu chuyện của chúng ta ở đây là làm thế nào để tôi có được một cái con mannequin mà nó hợp túi tiền, hợp với cái kinh phí của tôi, mà nó phải chuẩn, nó phục vụ cho công việc của tôi. Đó là điều tôi mới muốn nói. Chứ còn mannequin thì nếu mà có nhiều tiền thì không nói làm gì, đúng không ạ? Thế thì ở Việt Nam của chúng ta, ở tại thời điểm này, thì tôi thường khuyên các anh chị chúng ta hãy chọn lựa chọn thương hiệu là thương hiệu Đại Minh nhá. Và cái thương hiệu Đại Minh này nó có tuổi đời là theo tôi biết là cũng khá lâu rồi. Cách đây tôi làm khoảng 15 năm thì nó đã có rồi nhá. Còn không biết là trước đấy thì lâu đời như nào thì không biết, nhưng mà cách đây 15 năm là nó đã có cái con này. Và lúc đấy là thị trường Việt Nam bắt đầu, người ta bắt đầu nhập về cái con này. Thì vì sao cái con này chúng tôi lại khuyên sử dụng? Bởi vì thứ nhất là cái giá tiền của nó, giá của nó đâu đó là từ 1.6 triệu cho đến 1.7 triệu, rất hợp lý. Ngày xưa thì hồi mới có thì nó chỉ rơi vào khoảng 1.1-1.2 triệu thôi, nhưng mà bây giờ là nó là khoảng từ 1.6-1.7 triệu nhá. Thứ hai là cái thông số của nó thì nó khá giống với tỷ lệ thông số của người Việt Nam, tức là khách hàng Việt Nam của chúng ta nhá. Riêng cái con nữ này tôi nói, còn đồ nam thì tôi chưa nghiên cứu, mà nữ này form là khá là giống nhá. Giống như nào thì chút nữa thì tôi sẽ đo cho các anh chị biết là thông số nó như nào. Rồi, ở bên cạnh tôi thì nó cũng có một con mannequin nữa. Các anh chị nhìn, đây là con mannequin của hãng Feng Bang, cũng của Trung Quốc. Nhưng mà con này thì
tầm giá và đẳng cấp nó xếp trên cái con Đại Binh này. Thứ nhất là cái form thì các anh chị thấy nó về chất liệu vải bọc ấy, nó đã khác rồi, nó đẹp hơn. Thứ hai là về cái cốt bên trong của nó là cái phần xốp ấy, là nó vừa cứng cáp vừa chuẩn, khó bị biến dạng. Và đặc biệt khi mà ghim vào ấy, thì cắm cái kim ghim vào nó cũng sướng hơn nhá, nó cũng sướng, dùng thiết kế rất sướng. Và nó còn có những cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như phần tay này nhá. Phần tay này thì cái chỗ này có thể tháo lắp được và lắp cả cánh tay vào nhá. Tôi mua con này và nó có cả đầy đủ cánh, hai cánh tay. Chân có bánh xe và rất là chắc chắn, khi chúng ta thiết kế thì chắc chắn hơn nhiều. Còn cái con kia thì cái chân của nó cũng tốt nhưng mà nó không có bánh xe và cái độ chắc chắn của nó thì nó không bằng. Đó, thì tiền nào của đấy thôi. Con này thì giá nó gấp 3 lần con này nhá. Thế thì các anh chị sẽ thấy một điều rằng là những cái con mà của các hãng của phương Tây á thì nó có giá là khoảng từ 500 đô hơn 10 triệu cho đến cả 1.000 đô nhá. Thậm chí có những con mannequin nó đặc thù cho những công việc yêu cầu cao thì nó có giá từ 100 đến 200 triệu là chuyện rất bình thường. Đó, trên thế giới thì nó có rất nhiều loại như thế, đắt như thế. Nên chúng ta quay lại nhu cầu chúng ta thì chúng ta hãy sử dụng nhá. Các anh chị có nhu cầu ở mức là sử dụng như tôi thiết kế hàng ngày thì tôi sử dụng con mannequin Đại Minh này là đã là rất là ok rồi. Thế thì cho nên hôm nay tôi sẽ tập trung vào cái con này, hướng dẫn các anh chị chúng ta chuẩn hóa con này nhá. Đó, các anh chị có muốn không ạ? Rồi, muốn thì hãy chia sẻ cái video này đi, hãy lưu nó lại, chia sẻ nó nhá, và giới thiệu cho nhiều người biết. Vì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái phương pháp để chuẩn hóa con mannequin này. Nó sẽ có giá là chưa đến 2 triệu nhưng mà tôi sẽ giúp các anh chị chuẩn hóa nó như một con canh có giá thậm chí là 10 triệu, 20 triệu. Đó, có tuyệt vời không ạ? Cả 1.000 đô, biến con canh gọi là hạng cỏ này thành 1.000 đô nhá, thành con canh hạng 1.000 đô. Rồi, vâng, thưa các anh chị, và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách chúng ta chuẩn hóa con mannequin Đại Minh nhá. Phương pháp này là phương pháp mà tôi đã được học trực tiếp tại trường Bunka tại Nhật Bản. Bunka là một trong những trường thiết kế danh tiếng top đầu của thế giới. Và đây là một ngôi trường cực kỳ nổi tiếng, là nơi học của các nhà thiết kế lừng danh người Nhật Bản như là Kenzo, như là Yamamoto. Tất cả những người ở Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc đều mong muốn, mơ ước được học tại ngôi trường Bunka Nhật Bản này. Và tôi là một trong những người may mắn tại Việt Nam có điều kiện học một thời gian tại trường Bunka Nhật Bản. Sau khi mà tôi đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn ở Việt Nam thì đã được tài trợ để tham gia một cái khóa học tại Bunka Nhật Bản. Thế thì trong quá trình học thì bài học đầu tiên là tôi được học cách để mà chuẩn hóa một con mannequin, để làm sao biến nó thành một cái con mannequin mà chúng ta có thể sử dụng được nhá. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ toàn bộ cái quy trình để tạo ra chuẩn hóa con mannequin này. Các anh chị có thấy hứng thú không ạ? Ok, đầu tiên là các anh chị chúng ta sẽ phải cho mình một cái thước dây để chúng ta kiểm tra thông số. Thì ở đây thông số tôi sử dụng với con mannequin này là con size M. Các anh chị nhìn thấy ở đây ghi là size M các anh chị nhé. Và size M này thì nó sẽ có những cái thông số. Bây giờ tôi sẽ đo luôn để các anh chị biết được này. Chúng ta sẽ vòng cái thước qua cái phần nhô nhất của hai cái đỉnh ngực nhá. Ở đây là con số sẽ là 88. Phần eo sẽ là 64. Và phần mông sẽ là 92 các anh chị nhá. Đây là cái thông số của con mannequin Đại Minh size M. Đó. Thế thì vì sao mà chúng ta nên mua con mannequin Đại Minh size M? Bởi vì ở chỗ là cái size này, size M này là cái size mà chúng ta sẽ sử dụng tốt nhất để khi chúng ta ra mẫu dập. Thì khi chúng ta ra mẫu dập chuẩn đấy của tất cả các cái kiểu dáng khác nhau thì chúng ta cũng chỉ nên ra cái size M thôi. Và sau đó chúng ta sẽ ở các cái khóa học chính thức trực tiếp thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà nhảy size nhá. Nhảy size thì như vậy là nó làm việc nó sẽ rất hiệu quả, chứ không phải là nếu các anh chị làm theo phương pháp cũ thì các anh chị sẽ suy nghĩ rằng là có bao nhiêu size thì chúng ta phải mua bao nhiêu bấy nhiêu con mannequin. Không phải như thế. Chúng ta chỉ cần mua duy nhất một con size M thôi. Còn size S và size L thì thực ra các anh chị mua thêm để mà chúng ta thử đồ thôi, chứ còn làm việc thiết kế thì chúng ta chỉ cần một size duy nhất là size M nhé. Sau đó ra cái bộ dập chuẩn size M xong thì chúng ta có thể tự phát triển, có phương pháp để dạy cho các anh chị chúng ta phát triển sang các cái size khác. Rồi,
Cho nên là size M của con canh này nó đang là ngực 80, eo của nó đang là 64 nhá, và mông đang là 92. Đó. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải chuẩn hóa con này. Thì để mà biết chuẩn hóa như thế nào thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu một chút về cái thông số của khách hàng của chúng ta. Nói về thông số thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái bảng thông số khác nhau, bởi vì là cơ thể con người của khách hàng chúng ta nó sẽ thay đổi khi mà họ chưa có gia đình, họ có gia đình hoặc họ đã sinh con rồi, thì nó sẽ có cái sự thay đổi giữa các cái vòng, đặc biệt là phần vòng eo nó sẽ to nhỏ khác nhau. Vì vậy là ở đây thì tôi sẽ chỉ cung cấp cho anh chị một cái form, mà cái form này là cái form mà học viện đang sử dụng lấy làm chuẩn. Thế còn các anh chị sẽ mang tính chất tham khảo và chúng ta sẽ có thể xây dựng cái bảng thông số riêng nhá. Thì form size M mà của học viện chúng tôi đang sử dụng đó là phần ngực sẽ là 88, phần eo sẽ là 68 và phần mông sẽ là 92. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là ở phần ngực và phần mông của con mannequin này nó sẽ có thông số giống như thông số size M của học viện chúng tôi vừa nói, và nó chỉ có khác là phần eo. Phần eo trong thông số size M mà của học viện thì nó là 68, nhưng mà thực tế con này phần eo thì nó chỉ có 64 thôi. Con này cái eo nó khá là nhỏ, các anh chị nhìn thấy không? Cái phần võng lưng nó rất là lớn như thế này. Vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là cái bước đầu tiên để mà chuẩn hóa cái con mannequin này là chúng ta sẽ phải cuốn nhá. Nó sẽ có một cái phương pháp gọi là cuốn để độn cái eo này cho lên cho nó bằng đúng là 68. Thế thì thực ra các anh chị, nếu mà các anh chị khách hàng của chúng ta là phần eo size M là 70 thì chúng ta sẽ cuốn lên 70. Còn ở đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người cuốn là 68. Vâng, để mà bước vào phần chúng ta làm chuẩn hóa cái phần eo của con mannequin này thì các anh chị chúng ta sẽ phải cần chuẩn bị đầu tiên chính là cái này, đinh ghim các anh chị nhá. Đinh ghim này thì các anh chị có thể mua lại ở các cái hàng phụ liệu sẽ có. Chúng ta phải cần một cái đinh ghim này để cắm vào con mannequin. Thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị cho tôi một ít cái vải. Vải ở đây thì yêu cầu là như tôi dùng vải mộc thôi, nhưng mà cái yêu cầu của nó là nó phải sáng màu, nó phải giống cái màu của con canh thiết kế kìa, con cốt thiết kế kìa nhá. Tốt nhất là vải thô là được, ok, màu trắng hoặc là màu ve đó. Và chúng ta sẽ cắt hoặc là xé cái vải này có độ rộng là từ 5-6 cm với cái bản to này, và từ 2.5-3 cm với bản nhỏ này đấy, và chúng ta xé thành nhiều dải, chiều dài nó khác nhau, và chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta sẽ cuốn lên cái phần độn lên cái phần eo này. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cuốn cái này. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu với cái sợi vải mảnh nhất nhá, độ rộng nhỏ nhất, và chúng ta sẽ bắt đầu từ sau lưng của con mannequin này nhá, bởi vì chỗ lưng này nó là cái chỗ mà nó sẽ hõm vào nhiều nhất, cho nên chúng ta cần phải độn ở chỗ này nhiều nhất. Chứ nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta quấn đều một vòng ấy thì nó sẽ bị bụng, nó sẽ bị to nhá. Vì vậy là chúng ta sẽ làm phần này đầu tiên bằng cách anh chị gấp đôi cái sợi vải này vào, và chúng ta bắt đầu ghim ở vị trí ngang eo và đằng sau lưng này nhá. Chúng ta ghim một đầu vào đây. Sau đó chúng ta sẽ kéo tương đối căng cái sợi vải, cái dây vải, và chúng ta sẽ vòng lên một chút ở phần sườn, vượt qua phần trượt sườn khoảng 1 cm. Đó, và chúng ta ghim. Sau đó chúng ta lật lại cái vải, được không ạ? Bởi vì tôi vẫn muốn là nó sẽ phải độn cái phần eo này nhiều nhất nhá, nhiều hơn cái phần phía trước, cho nên là tôi sẽ không chưa cuốn một vòng ngay. Tiếp đến tôi sẽ tiếp tục cái miếng vải tiếp theo. Vải này nó hết thì chúng ta lại tiếp tục. Đó, và các anh chị cứ làm như vậy chúng ta khoảng 5 lượt nhé, 5 cái lớp. 5 lớp thì các anh chị chúng ta sẽ bước sang cái phần tiếp theo. Thank you.
Rồi đến đây thì các anh chị sẽ bắt đầu, mình sẽ bắt đầu cuốn sang phía trước bằng cách là đưa cái miếng vải ra đây, nhô ra đây. Sau đó là chúng ta sẽ nối tiếp một cái miếng vải vào đây, một miếng vải khác vào đây. Và sau đó chúng ta sẽ kéo căng để chúng ta cuốn đều từ đằng trước ra đằng sau. Khi các anh chị kéo thì nó sẽ có những vết nhăn, vì vậy hãy lấy tay vuốt cho nó phẳng nhé. Chứ mình đừng để kệ nó là chút nữa là nó sẽ thành một cái vết hằn, nó không trơn mịn. À, thậm chí là chúng ta sẽ lấy tay chúng ta kéo căng như này lên, trên dưới. Tôi tiếp tục quấn thêm các lớp vải lớn hơn, có độ rộng lớn hơn. Khi mà miếng vải lớn hơn thì tôi sẽ ghim hai cái ghim chứ không phải một cái ghim nữa. Rồi, trong quá trình các anh chị cuốn thì điều quan trọng nhất đó chính là các anh chị phải luôn theo dõi quan sát làm sao khi chúng ta cuốn ấy, thì nó không bị gồ cái phần tiếp giáp giữa cái phần độn với cả cái phần cốt, phần măng canh, mà nó phải được trơn láng nhé. Tức là từ phần sườn này đi xuống đây nó không được gồ lên mà nó đi vào đây lượn trơn láng này. Các anh chị nhìn không? Rất là trơn láng như thế này. Đó. Và các anh chị nên hiểu rằng là cái công việc độn cái eo này nó không thể nào mà nhanh được. Chúng ta sẽ có thể tùy vào các anh chị khả năng chúng ta làm có thể mất từ 30 phút cho đến 1 tiếng nhá. Bởi vì cái này là một cái mà chúng ta làm một lần thôi, nhưng chúng ta sẽ dùng rất là lâu dài. Vì vậy hãy dành ra cái thời gian để mà chúng ta làm thật tỉ mỉ, thật kỹ cho nó đẹp, nó chắc chắn và nó trơn láng, nó đúng cái thông số các anh chị nhá. Đó. Đấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục dùng vải chúng ta cuốn. Thế thì khi mà các anh chị cuốn đến một cái mức nào đó thì ở đằng sau này nó sẽ thường nó sẽ bị gồ lên, thì chúng ta sẽ lấy cái sợi rất là nhỏ như thế này, nó chỉ có khoảng 2cm thôi, và chúng ta sẽ bù đắp vào cái phần ở phía trên này, cái phần mà nó bị gồ lên ấy. À, tôi sẽ bù đắp đây, bù đắp nó vào nhé. Đấy, và ở đây thì tôi đã chuẩn bị rất là nhiều cái vải. Chúng ta sẽ phải cuốn hết cả cái chỗ vải này, bởi vì chắc chắn là vừa mới cuốn như này thì nó sẽ chỉ tăng một chút cái thông số thôi các anh chị nhá. Đây, tôi sẽ đo cho các anh chị này xem này. Rồi, từ đấy là ta cuốn như vậy là mới chỉ tăng thêm được 1,5cm cả vòng thôi, và chúng ta sẽ cần phải còn 2,5cm nữa, 2,5cm nữa các anh chị nhá. Thế thì chúng ta cứ tiếp tục cuốn nhá, bằng các cái miếng vải bắt đầu là to hơn, lớn hơn. Thank you.
Thưa các anh chị, đến đây thì tôi đã tôi cảm thấy là cuốn là gần xong rồi đấy. Thì bây giờ để cho chính xác thì chúng ta sẽ phải đo các chị nhá. Chúng ta lại đo vào vị trí nhỏ nhất này của các em, xem nó là bao nhiêu. Rồi bây giờ đó là gần 68 rồi các anh chị ạ, gần 68 nhá. Thì còn mấy ly thôi. Thế thì tôi sẽ cuốn thêm một chút nữa. Bởi vì sau khi chúng ta cuốn như thế này xong thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái băng keo, băng keo trong để chúng ta dán nó lại để nó sẽ giữ được tốt hơn nhá. Thì tôi sẽ thêm một chút nữa, làm thêm một chút nữa là ok. Và chúng ta sẽ ngắm nhá, các anh chị sẽ ngắm này, tất cả những cái đường này xem nó đã ổn chưa, nó đã trơn láng chưa. Chưa trơn láng thì hãy kéo, lấy cái tay kéo ở phía trên phía dưới xuống nhá, để cho nó căng ra. Rồi những cái chỗ nào chúng ta cần phải bổ sung vào thêm vải thì chúng ta cũng sẽ, ví dụ như cái này, phần lưng này nếu mà tôi muốn, tôi thấy là cũng khá trơn láng rồi, gần như là cũng không cần phải thêm gì nhiều đâu. Tôi sẽ thêm một chút ở đây thôi, cho nó phẳng đẹp hơn nữa. Thì thấy không, rất là phẳng này, đấy, đằng trước đằng sau này, ngon lành rồi đấy. Và bây giờ tôi lấy thước để đo lại thì có lẽ là vừa là chúng ta thêm một chút thế là ok rồi. Đó, thấy chị thấy không, đây đúng 68 này, đúng 68 chưa, đây 68 như thế ok rồi nhá. Thì bây giờ cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cuộn băng keo, băng dính trong màu trắng như thế này các chị nhá. Và chúng ta sẽ dán. Thế thì cách dán của nó là, đầu tiên thì chúng ta sẽ dán một đường ở chính giữa eo. Nha, các chị nhớ nhìn kỹ cái quy trình tôi dán này, không là nó sẽ bị nhăn. Đầu tiên là chính giữa eo nhá, chính giữa nhá, đừng có xiên sang các cái chỗ khác. Và chúng ta sẽ dán cho, cố gắng cho thật phẳng vào, tương đối căng một chút. Đấy là đường chính giữa. Và các cái đường tiếp theo, với những cái đường phía dưới này, thì vì là phía dưới này bắt đầu nó sẽ phát triển ra dạng hình phễu nhá, đi lên hoặc đi xuống, thì các anh chị sẽ không thể nào mà chúng ta dán một vòng được, mà chúng ta sẽ dán theo cái bề mặt khối của nó. Ví dụ như này, ở phần eo các anh chị dán này, nhìn tôi dán này, tức là chúng ta sẽ dán từng đoạn ngắn một. Đó, chúng ta khi mà chúng ta dán này thì cái này nó sẽ bị đi xuống này đúng không ạ? Bởi vì nó dạng khối phễu mà, nó sẽ đi xuống như này. Thì các anh chị không được phép kéo lên này, kéo thẳng lên là nó sẽ bị. Đấy. Vì vậy là chúng ta đến đây thì chúng ta cắt nó đi thôi. Cắt nó đi. Đó. Và phía trên này cũng vậy ạ. Đấy. Sẽ cắt đi. Bên này cũng thế các anh chị nhá. Đấy, cái con đại minh này thì vì nó rẻ tiền hơn cái con kia nên là cái chân của nó không bao giờ chắc chắn. Thậm chí là khi các anh chị làm nó hơi khó một chút thì mình nên nhờ thêm một người nữa nhá, để mình giữ cho mình, để mình làm. Như tôi làm một mình này là nó phải có kinh nghiệm mới làm được. Đó. Thôi nhưng mà cũng không sao. Chúng ta có nào chúng ta dùng thế, không quan trọng. Nhá, còn các anh chị nào có điều kiện, nhà có điều kiện thì mua con 1-2 nghìn đô cũng được. Thì nó chắc chắn nó sẽ xịn, mà thậm chí là không phải cuốn như này nữa. Thông số nó sẽ chuẩn luôn. Nhưng mà đây cũng là một cái kinh nghiệm trải nghiệm rất là tốt đúng không ạ? Chúng ta nên mua một cái con canh đại minh này về và chúng ta làm cái trải nghiệm này cũng rất là tuyệt vời.
Đó, và chúng ta sẽ dán cái miếng ở giữa này, phía trên này. Đó, như thế là tương đối là ok rồi. Được chưa ạ? Đẹp chưa ạ? Đấy, rất là đẹp đấy, trơn láng này. Đấy, tôi ngồi cạnh này đẹp trai hơn. Đấy, rồi. Phần tiếp theo là phần mà đến đây thì là đã chuẩn tương đối về mặt thông số rồi. Phần tiếp theo là phần chúng ta sẽ tạo ra các cái đường lai, đường gai hỗ trợ cho thiết kế. Các anh chị nhìn ở trên những cái con mannequin của các nhà thiết kế chuyên nghiệp ấy, thì ta nhìn thấy các cái đường dọc, ngang, đen đen, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta làm cái đường đó. Cái đường đó nhìn không phải chỉ để cho đẹp, cho nó chuyên nghiệp, mà những cái đường đó nó sẽ phục vụ cho các anh chị trong việc thiết kế, đặc biệt là quá trình thiết kế 3D nhá. 2D thì cũng dùng đấy, nhưng mà 3D thì không thể thiếu những cái đường đó được. Thì chút nữa là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái đó nhá. Các anh chị nhìn thấy gì chưa? Đây là thứ mà chúng ta sẽ cần phải có để mà vào phần tiếp theo khi mà chuẩn hóa con mannequin này nhá. Đây là cuộn băng dính, băng keo, gọi là băng keo, băng dính thiết kế các anh chị nhá. Cái này nó chỉ rơi vào khoảng 2 ly hoặc 3 ly thôi nhá, rất là mảnh. Thì cái sợi băng keo này thì ở Việt Nam chúng ta sẽ rất là khó có thể mua được. Ở nước ngoài thì một cái cuộn này nó rơi vào khoảng 10 đô, khoảng hơn 200 nghìn gì đó. Nhưng tại học viện thì chúng tôi sẽ đang có bán cái cuộn này. Thì các anh chị nào mà muốn có cuộn băng keo này thì chúng ta có thể liên hệ mua, hoặc là mua cái bộ combo các dụng cụ thiết kế chuyên nghiệp, thì nó sẽ bao gồm cả những cái cuộn băng keo hai cái màu này các anh chị nhé, màu đen và màu đỏ. Đó, giá rất là hợp lý thôi. Còn các anh chị nào mà chúng ta không có được cái cuộn băng keo như thế này thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương án khác, là phương án thay thế, là sử dụng cái dây duy băng nhá. Các anh chị nhìn thấy không, đây là cái dây duy băng này, nó cũng có độ lớn khoảng 3 mm, gần giống cái băng keo này. Tuy nhiên cái này nó là sợi dây bằng vải, thì các anh chị sẽ sử dụng, sẽ làm các cái đường thiết kế, đường hỗ trợ thiết kế các đường lai ấy, thì chúng ta phải dùng ghim để chúng ta ghim nó lên. Đó. Còn cái băng keo này thì chúng ta sẽ không cần dùng ghim nữa, mà chúng ta sẽ dán trực tiếp lên, bởi vì nó có thể dán được. Và sau đây thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng tôi dán tạo những cái đường hỗ trợ thiết kế. Và chúng ta sẽ làm theo một cái kích thước mà các anh chị sẽ nhìn thấy ở trên màn hình. Ở đây thì để tạo các đường thiết kế thì tôi sẽ dùng cái cuộn băng keo màu đen. Còn màu đỏ chúng ta sẽ để dành để trong quá trình chúng ta thiết kế, thì chúng ta sẽ thiết kế sẽ dùng màu đỏ các anh chị nhé. Còn đây là chúng ta tạo cái đường hỗ trợ thiết kế thì hãy dùng màu đen. Và phân biệt như thế để mà cho nó không bị trùng nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ phải cần tạo cái đường thiết kế, đường hỗ trợ thiết kế là đường trục, các đường trục. Ở đây chúng ta sẽ tạo đường trục giữa phía trước và đường trục giữa phía sau nhá. Các anh chị sẽ dán. Chúng ta giữ một đầu phía trên này và thẳng xuống phía dưới. Đó. Chúng ta sẽ dán đến đây thì các anh chị sẽ cắt đi. Đến đây các anh chị sẽ dùng kéo chúng ta cắt thì cắt dư ra nhá. Và khi mà các anh chị muốn dán theo phẳng ấy, thẳng ấy, thì các anh chị nên đứng ra xa các anh chị ngắm nhá. Chúng ta sẽ ngắm thì nó sẽ thẳng hơn. Còn chúng ta đứng sát này rất khó có thể biết được là cái này nó đang thẳng hay không. Đó, các anh chị đứng lôi ra xa nhá. Và chúng ta đặt một cái đầu này và chúng ta căng. Tuy nhiên là nhớ là không được kéo căng quá, phải kéo căng quá thì nó sẽ bị bung ở một số chỗ. Nên là chúng ta để như thế này thôi, vừa phải như này và nó có tương đối phẳng là được rồi. Và sau đó chúng ta sẽ đo, dùng cái thước đo từ đằng trước ra đằng sau nhá, từ cái trục này này. Các chị đo cho tôi nhá. Ở đây thì chúng ta đang dán là trùng với cái điểm đường may ở chính giữa. Thế tuy nhiên là cái đường may ở đằng sau thì chưa chắc là nó đã nằm chính giữa, thì nếu mà để chuẩn xác thì các anh chị sẽ đo cho tôi nhá. Chúng ta sẽ đo. Đấy, ở đây tôi đo ra cái đường đằng sau là các anh chị nên nhớ đo thì chúng ta phải để cái thước nó phải đúng cái mặt phẳng. Ở đây là đang là 44,6 cm nhá. Tôi lại đo ngược lại đằng này xem là bao nhiêu. Ở đây tôi đo ngược lại thì ở đây nó chỉ có không được
44 mà nó chỉ được 43,6 thôi. Tức là gì? Tức là cái này, cái đường chính giữa này nó đang bị di chuyển sang bên này nhiều quá. Vì vậy tôi sẽ lấy cái đinh ghim, tôi sẽ ghim ở đây. Bởi vì trong quá trình người ta may cái này nó sẽ bị xô lệch là chuyện rất là bình thường. Đó, tôi sẽ ghim ở đây và tôi sẽ đo lại. Tôi sẽ đo lại nhá. Đó, nó là bây giờ chỉ còn 43,5 thôi. Đo lại đây. Đây là 44. Đây, tôi dịch một chút nữa là ok nha, dịch ra vị trí này. Đó, sau khi chúng ta dịch xong như này thì các anh chị sẽ dùng cái cuộn băng keo. Chúng ta sẽ dùng cái cuộn băng keo để chúng ta dán từ trên này xuống nhá, từ cái đỉnh này xuống. Các anh chị căng này. Và sau đó đừng có căng quá nha các anh chị nha, đừng căng quá. Lấy tay cho nó vuốt này. Cho ra đi xuống phía dưới này. Đó. Và vì cái chỗ này là cái chỗ mà nó hõm vào lưng thì các anh chị nên ghim, lấy cái ghim ghim xuyên qua này. Để nó giữ nha, nó không bị bật ra. Đâu là dùng một thời gian nó bật ra đấy. Chính giữa. À, cái này bây giờ chúng ta sẽ cắt. Sau khi làm hai đường này đằng trước đằng sau thì chúng ta sẽ làm các đường còn lại. Đường dọc thì nó sẽ còn đường sườn, đường hai cái đường phụ này phía trước phía sau nhá. Đó thì chúng ta làm hết, bây giờ chúng tôi sẽ làm một lượt luôn. Rồi sau đây là tôi sẽ làm đến các cái đường thông số ngang các anh chị nhé. Thông số dọc thì tôi đã làm này rồi. Thì các anh chị lưu ý là vừa rồi tôi làm thì thí dụ như phần ngực này nó là 8 cm tính từ đây ra đỉnh cực nhá. Các anh chị làm thì các anh chị nhìn theo cái bảng, cái hình ảnh mà tôi hiện đang đưa lên trên màn hình đấy nhá. Vị trí này là bao nhiêu các anh chị đo. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm đường ngang. Đường ngang thì chúng ta sẽ có đường ngang ngực, ngang eo và ngang mông. Với đường ngang ngực thì chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm nhô nhất của hai cái đỉnh ngực và chúng ta sẽ tạo ra một cái vòng ra đằng sau, làm sao cho nó tạo thành một cái mặt phẳng song song với cái mặt đất của chúng ta nhá. Cái chị làm và cái chị lùi ra chị ngắm. Đường eo thì là cái đường mà thấp nhỏ nhất của cái eo nhá, và nó cũng có theo cái thông số là hạ ngực hạ eo đấy. Và đường mông thì nó sẽ theo cái đường nhô nhất của cái mông này nhá. Ngang mông này thì nó sẽ nhô nhất của cái phần mông này, nó ở chỗ nào thì các chị làm ở chỗ đấy.
Rồi, như vậy là tôi đã làm xong 3 đường ngang, ngang ngực, ngang eo, ngang bụng. Và chúng ta lùi ra để chúng ta kiểm tra xem nó đã bằng phẳng chưa. Anh chị nhá, kiểm tra, lùi ra xa để kiểm tra. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ làm các đường vòng cổ, vòng nách và đường vai. Đấy là những cái đường mà chúng ta cần phải làm để hoàn thiện nốt. Vòng cổ này thì các anh chị sẽ làm cách cái cổ, cách cái cổ mà người ta đang ở phần may ấy, may với nhau ấy, là 5mm, tức là 0,5cm. Riêng phần nách thì các anh chị chú ý là chúng ta làm thì nó không phải là hình hình tròn cũng như không phải là hình oval nhé, mà nó là một cái hình rất là đặc biệt. Đây, tôi sẽ đo cái phần rộng vai cổ ra đây. Ok. Đây, các chị nhìn kỹ cái hình mà tôi làm. Cái hình này thì nó sẽ hơi xa ở cái chỗ này ra một chút. Đó, các chị nhìn kỹ đi. Cái này nó không phải là hình elip mà cũng không phải là hình tròn các anh chị nhá. Đây là cái này là tròn này. Đây, các chị để đây để các chị so sánh dễ. Tức là gì, cái này nó sẽ đi theo cái phần vai này đi xuống đây, và riêng cái chỗ này nó sẽ đi ra đây một chút, nhô ra về phía này một chút, về phía ngực này này, để nó có một cái vòng lách tay tự nhiên của con người chúng ta nhá. Cái này chúng ta làm tương tự. Như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn các anh chị chúng ta cách chúng ta bước dán những cái đường line hỗ trợ thiết kế, là những cái đường đen đen này. Bây giờ các anh chị đã hiểu được là khi mà làm cái đường này là chúng ta phải làm đúng cái quy trình quy tắc như vậy, chứ nó không phải là chúng ta làm lên để cho có cho vui, bởi vì cái này nó sẽ phục vụ cho các anh chị sau này trong quá trình các anh chị thiết kế. Và cái tiếp theo nữa mà tôi học được ở trường Bunka Nhật Bản là chính là cái tấm vải này. Các anh chị sẽ chuẩn bị cho tôi một cái tấm vải này không có giãn nhé. Chúng ta cắt ngang vải và sau đó chúng ta gập đôi như thế này lại nhá. Cái này là một cái rất là hay. Đấy, và chúng ta gập, các anh chị gập nhỏ nó lại hai tấm như thế này. Sau đó là cái này nó sẽ được gắn vào đây, được chưa? Và nó vắt qua đây đó. Các anh chị dùng hai cái ghim để chúng ta ghim vào mỗi đầu này là hai cái ghim nhá. Ở đây làm thật căng. Ở đây chúng ta cũng ghim ở đây thì chúng ta chỉ cần ghim một cái thôi. Phía đầu này ghim hai cái. Đó, thì các anh chị biết là vì sao chúng ta cần phải làm cái này không? Rất nhiều các anh chị chúng ta đã xem các cái nhà mốt nổi tiếng trên thế giới, họ trên canh mang canh thì thiết kế chúng ta sẽ thấy là có đính cái một cái sợi vải, một cái sợi dây ngang qua này. Mục đích của cái này là gì? Bởi vì là cái con mang canh này nó mô phỏng giống người thật, cho nên nó sẽ có cái khe ngực này. Thế thì khi mà chúng ta thiết kế mà chúng ta làm, đặc biệt với những cái mẫu mà đối xứng, tức là chúng ta chỉ cần làm một nửa thôi, thì khi mà chúng ta làm wrapping đi qua cái điểm này, hoặc chúng ta lên chúng ta thử mẫu của những cái mẫu mà một nửa ấy, thì cái này nó sẽ có một cái phần lõm ở đây, thì nó sẽ bị là không có cái điểm đỡ ở đây, thì nó làm cho cái chỗ này nó bị phồng, nó không có cố định được. Đó, vì vậy là chúng ta lại không biết, chúng ta lại đi bóp nó vào thì nó sẽ dẫn đến nhầm lẫn trong cái việc thiết kế. Bởi vì khi mà con người chúng ta mặc ấy, vì dù có khe ngực nhưng mà khi mà chúng ta mặc, trong đa số các thiết kế là cái chỗ này nó sẽ phẳng các chị ạ nhá. Cho nên là khi chúng ta để mà phục vụ cho cái quá trình thiết kế nó được chính xác thì chúng ta cần phải tạo ra một cái dây nối giữa hai đỉnh ngực như thế này để nó tạo ra một cái mặt phẳng ở đây nhá, cái đoạn phẳng ở đây. Thế còn với một số các mẫu thiết kế mà nó là quả ngực, nó sẽ đan chéo vào nhau như thế này nhá, tức là nó sẽ thắt vào cái phần mà khe ngực này, thì chúng ta lại bỏ cái này ra, chúng ta không dùng cái này nữa. Đó chính là lý do mà có lúc thì sẽ phải có lúc sẽ không các anh chị nhá. Vâng, thưa các anh chị, như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn các anh chị cách chi tiết để mà chuẩn hóa con mannequin, con cốt thiết kế Đại Minh size M. Thứ nhất là phần mình tăng cái phần eo này lên,
để mà cho nó đầy lên và để cho nó đúng với cái kích thước thông số của khách hàng của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo những cái đường line hỗ trợ thiết kế màu đen như thế này. Và thứ ba là chúng ta sẽ có một cái đường ngang như thế này. Rất là tuyệt phải không ạ? Và thực tế thì để mà chuẩn hóa con canh hơn nữa thì chúng ta sẽ có một số các cái bước nữa. Thí dụ là tạo phần lót ngực nhá, độ ngực giống như cái con bên này này. Chúng ta gắn những cái độ ngực này vào, nhưng mà phải gắn đúng kích thước, đúng vị trí, bởi vì người thật nó sẽ khác man canh. Chúng ta phải gắn đúng thông số. Rồi là ở phía dưới này thì các chị nhìn thấy con canh này là nó sẽ bị tách cái chân ra. Cho nên là chúng ta cần phải làm thêm một cái miếng bìa để mà cuốn ở phía dưới này để tạo thành một cái rest form thực sự nhá. Rest form thực sự thì nó sẽ không có cái chân này, tách chân này đâu, mà nó sẽ liền. Để chúng ta thiết kế những cái như chân zip đó, những cái đầm thì nó sẽ không bị nó có cái phần đỡ ở đây đó. Nhưng mà vì thời gian không cho phép, vì video này nó cũng đã dài rồi, thì tôi sẽ xin phép là không chia sẻ được ở đây, thì các anh chị em chúng ta thông cảm. Các anh chị em nào chúng ta mà quan tâm, muốn được kỹ hơn, muốn được tôi hướng dẫn kỹ hơn, thì cách duy nhất là chúng ta phải vào những cái khóa học chính thức của tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhé. Thì ở đây các anh chị cũng có thể quan sát hình ảnh, nếu mà anh chị nào chúng ta tinh mắt thì chúng ta cũng có thể là tự chúng ta làm nhé. Và đây chúng ta cũng lưu ý rằng là ở đây thì chúng ta cần phải có một số cái dụng cụ chuyên biệt như thế này, thí dụ như băng dính thiết kế. Thì các anh chị nào muốn quan tâm, muốn có được cho mình cái băng dính thiết kế này thì mà nhanh nhất thì có thể liên hệ với học viện của chúng tôi để mà mua những cái bộ này ở trong cái combo đồ dụng cụ thiết kế nhá. Bởi vì cái này các anh chị đặt ở nước ngoài thì nó rất là đắt tiền và nó lâu mới về được. Các anh chị đặt của chúng tôi thì nó trong cái combo thiết kế là gồm 9 món nhá, thiết kế. Và các anh chị liên hệ với học viện qua thông qua số điện thoại là 0912177625 để chúng ta có thể mua được cái này với giá ưu đãi rất là tốt. Ngoài ra thì các anh chị sẽ thấy rằng là để mà làm thời trang chuyên nghiệp thì chúng ta phải cần rất nhiều thứ chuyên nghiệp, ngay cả cái việc mà chúng ta làm mannequin như thế này. Vì vậy là anh chị nào quan tâm muốn làm nghề chuyên nghiệp, chúng ta hãy trang bị cho mình những kiến thức làm thời trang chuyên nghiệp. Và cách tốt nhất là hãy có thể là liên hệ với chúng tôi để mà tìm hiểu về các khóa học. Hiện nay tôi đang có những cái khóa học thiết kế 6D học online rất là thuận tiện cho các anh chị trong những cái dịp như thế này. Anh chị có thể học được ở nhà, chủ động thời gian. Và đây là một khóa học rất tuyệt vời, gồm 30 bài giảng sẽ giúp cho các anh chị chúng ta có thể thiết kế, tạo nên những cái sản phẩm đầm từ căn bản cho đến nâng cao. Đặc biệt những anh chị nào mà mới vào nghề, chúng ta không biết bắt đầu từ đâu thì học khóa này rất là ok. Hoặc những anh chị làm nghề lâu rồi mà chúng ta không có cái nền tảng, chúng ta cảm thấy bối rối, làm nghề cảm thấy rất là khó khăn, thì đây là một cái khóa học rất là tốt để cho các anh chị chúng ta tiếp cận được kiến thức chuyên nghiệp. Và đặc biệt là đang có học phí rất là ưu đãi. Hãy nhấc máy lên gọi ngay cho chúng tôi số điện thoại 0912177625 để được biết thông tin ưu đãi về khóa học 6D online. Đến đây tôi xin tạm kết thúc chương trình bài dạy ngày hôm nay ở đây. Xin chúc anh chị luôn có đam mê và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc với công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại video clip lần sau. Chào tạm biệt. Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh. Và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.